cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Share. Với những mọt phim Thái, thì phim Thái Lan lồng tiếng trọn bộ chính là ưu tiên lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn xem phim nhưng không muốn phải đọc chữ trên màn hình. Bộ phim quá hấp dẫn, diễn viên quá đẹp và thu hút. Bạn chỉ muốn tập trung vào xem phim nhưng lại bị phân tâm khi phải vừa xem vừa đọc chữ. Vì vậy mà nhiều người thường lựa chọn những bản có thuyết minh trọn bộ để đáp ứng nhu cầu cho các mọt phim Thái. Hôm nay Top Share sẽ tổng hợp giới thiệu cho các bạn những bộ phim siêu hay có lồng tiếng trọn bộ, đặc biệt full màn hình giúp các bạn xem phim cực đã. Hãy cùng đón xem đến hết video này nhé! Bộ phim đầu tiên Xin Đừng Yêu Em. Xin Đừng Yêu Em còn có tên gọi khác là Cuồng Si hay Hạnh Phúc Tội Lỗi. Đây là một bộ phim hấp dẫn mà bạn không nên bỏ lỡ. Kết hôn được 3 năm nhưng Janet và Rawi vẫn chưa có con, khiến cho cha mẹ của Rawi luôn mong ngóng cháu nội và hối thúc hai người. Nhưng Rawi không muốn gây áp lực lên Janet vì anh yêu cô và không muốn làm tổn thương vì Janet cũng đã tự cảm thấy có lỗi về việc này. Janet gặp lại Rita, người bạn thời còn trẻ của cô. Janet rất yêu mến Rita và muốn nối lại tình xưa với cô. Họ trở nên thân thiết một cách nhanh chóng khiến cho Rawi cảm thấy điều gì đó không thoải mái. Janet không ngờ rằng Rita vẫn luôn nuôi dưỡng mối hận thù từ khi còn nhỏ. Rita cảm thấy Janet là người đã phá hủy mối quan hệ của cô và cô chưa bao giờ có ý tha thứ cho Janet. Khi bố mẹ của Rawi gây áp lực về việc có con, Janet đã thuê Rita trở thành người mang thai hộ, mở ra cho Rita một con đường rõ ràng để cô bắt đầu trả thù. Kanda, bạn thân của Janet, bắt đầu nghi ngờ về hành động của Rita và cảnh báo với Janet, nhưng lại vô ích vì Janet luôn đứng về phía của Rita. Trong khi đó, Non, em trai của Janet, bị thu hút bởi Rita. Dù Rita cũng có tình cảm với Non, nhưng luôn từ chối sự theo đuổi của anh. Đối với cô, việc trả thù Janet là quan trọng hơn. Trong khi đó, Janet đã lên kế hoạch để Rita mang thai với Rawi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Janet phát hiện được bộ mặt thật của Rita? Hãy cùng theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ hai, Chuyện Tình Xa Nữ. Chuyện Tình Xa Nữ kể về Manny, hình dáng xinh đẹp của thần rắn Opapas đã trốn đến thế giới loài người, trong khi vị hôn phu Ong Muzalin Nakarat vắng mặt trong mùa lễ chay Phật giáo. Manny đã cứu sống John Latit, một người thừa kế giàu có. Từ đó Manny và John Latit có thể liên lạc với nhau như thể có một camera quan sát nhìn thấy sự kiện của một người khác mặc cho họ ở những nơi khác nhau. Cả hai cùng Paki, bạn thân của John Latit, bắt đầu điều tra vụ hãm hại cho Latit và nghi ngờ tập trung vào tát trai. Manny đến sống tại nhà của Chatise. Cô đã học và thích nhiều thứ trên thế giới của loài người. Giữa Manny và cho Latit cũng đã nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Nhưng cuộc tình của họ đối diện với nhiều trở ngại khi cho Latit phát hiện ra thân phận thần rắn của Manny. Vị hôn phu ông Muzalin Nakarat luôn muốn đem Manny trở lại thế giới xà thần và sự ghen ghét của thần rắn Mirat cũng bắt đầu. Bộ phim thứ ba, Duyên Phận Trời Ban, hay còn có tên gọi khác Hàng Rào Tình Yêu. Nalin là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thông minh nhưng lại phải trải qua 3 lần kết hôn. Đáng nói hơn, đối tượng lên xe hoa với cô lại chẳng phải 3 người đàn ông khác nhau mà đều là cùng một nhân vật duy nhất, cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã Cop. Vốn cả hai là hàng xóm cách nhau đúng chỉ một cái hàng rào và đã rất thân thiết kể từ thời thơ ấu. Cũng chính vì vậy, họ đã chấp nhận cưới tạm thời trong một tuần để chiều theo ước nguyện lúc lâm chung của bà Cop. Vài năm sau, Cop trở về nước, cả hai vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Paul buộc phải tìm đối tượng kết hôn để tránh được sự quấy rối của người chồng háo sắc điều cáng của bà chủ tịch, đồng thời giữ lấy vị trí nhân viên trong công ty. Chẳng còn cách nào khác, Cop và Paul lại tiếp tục vờ lấy nhau một lần nữa. Chính từ lúc này, Cop đã nhận ra anh đã dần yêu cô bạn xinh đẹp của mình. Tiếc rằng, trước đó, Paul lại đã trao tình cảm cho một đồng nghiệp trong công ty và đang chờ anh ta công tác trở về từ Hàn Quốc. Liệu hạnh phúc có mỉm cười với cặp đôi trẻ này? Hãy cùng đón xem bộ phim này nhé!
mẫu phim thứ tư, Tử Thần Ngọt Ngào. Phim Tử Thần Ngọt Ngào có nội dung kể về gia tộc Vichani và Pathamakul. Hai bộ tộc có một lời hẹn ước cho những đứa trẻ chưa được sinh ra đời. Nếu là trai và gái thì chúng sẽ kết duyên với nhau. Nhà Vichani có hai cô con gái. Cô chị là Rojanasai, có người yêu là Pragut Gutisat, còn cô em xinh đẹp tên Romesuthai. Biết được mình hứa gả cho Path, chàng trai của dòng họ Pathamakul, Romesuthai luôn hậm hực vì nghĩ phải gả cho một gã nhà quê. Cô quyết định bằng mọi thủ đoạn ép cô chị gái nuôi thay mình kết hôn. Đó chính là sai lầm cuộc đời của cô ta. Tại sao khi mọi việc đã theo ý mình mà cô ta lại phải rơi nước mắt? Bởi vì ngay từ ngày đầu gặp Pat, cô đã không thể tin được vào mắt mình. Đến từ một miền quê nhưng Pat lại có tất cả những gì mà những phụ nữ khác ao ước: phải từ bỏ tình yêu và kết hôn với một kẻ không yêu mình, một kẻ nhìn đời bằng ánh mắt hình viên đạn. Liệu cuộc đời của Ronasai sẽ ra sao? Hãy đón xem bộ phim nhé. Bộ phim thứ 5, Tình Trong Lửa Hận. Đúng vào ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, bạn trai của TNC đã nói lời chia tay với cô, hụt hẫng và đau khổ. Người cô yêu suốt 7 năm thanh xuân đã chia tay với cô, trong khi cô đang gặp rất nhiều khó khăn và phải một mình chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng đang điều trị trong bệnh viện. Sự thật đằng sau những lý do mà người yêu cô đưa ra thật ra là chỉ để che giấu đi một bí mật: hắn là một tên đào mỏ chính hiệu. Chia tay TNC để quen một cô gái giàu có hơn, thất vọng và tổn thương, cô biến thành một người ghét cay ghét đắng đàn ông. Rồi một ngày nọ, trong lúc xúc động, cô đã lái xe và gây ra tai nạn cho Thiwa, anh trai của Ratikon. TNC vô tình biết được mối quan hệ giữa người đàn ông cô từng yêu đến điên dại, Ritakon và Thiwa. Cô đã lợi dụng cơ hội này, lợi dụng Thiwa để trả thù Ritakon, người đàn ông đã phản bội cô. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, TNC dần phải lòng người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc và nâng niu mình. Thế nhưng khi sự thật được phơi bày, liệu tình yêu có đủ lớn để Thiwa chấp nhận được sự thật rằng anh chỉ là con cờ trong cuộc trả thù của cô? Bộ phim thứ 6, Sóng Gió Cuộc Đời. Bộ phim Sóng Gió Cuộc Đời xoay quanh mối tình ngược tâm vừa yêu vừa hận của luật sư Sa Thiết và cô nàng diễn viên rắc rối Zirawat. Zirawat là một diễn viên người mẫu. Cô có một tuổi thơ bất hạnh, mẹ cô để cô lại cho ba rồi bỏ đi theo một người đàn ông giàu có. Zirawat không thích bố dượng bởi ông ta rất hay hăm dọa cưỡng đoạt cô khi có cơ hội. Vì vậy Ji thường tìm đến rượu để quên hết tất cả mọi việc. Và sóng gió cuộc đời của Zirawat bắt đầu khi trong một lần say rượu mơ màng, cô đã lái xe đâm chết Thiêu, vị hôn thê của Sa Thiết. Sa Thiết là luật sư có một tương lai sáng lạng. Anh cũng chính là bạn với Chai Gian, đạo diễn và là người quen biết với Zirawat. Sau cái chết của Thiêu, Sa Thiết suy sụp hoàn toàn. Zirawat cũng cảm thấy buồn vì điều này, nhưng cô lại bào chữa rằng nguyên nhân là do bản thân đã sơ suất. Sa Thiết đã nhiều lần gặp và chỉ trích Zirawat, nhưng trong thời gian đó, Chai Gian đã ở bên cạnh Zirawat, giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn. Và dần dần, bản thân Chai Gian lại nảy sinh tình cảm với Zirawat, trong khi anh ta đã có vợ và Zirawat chỉ xem anh ta như một người bạn mà thôi. Sự việc không dừng lại ở đó. Sau nhiều lần bắt gặp Zirawat cùng với Chai Gian, Sa Thiết nghĩ rằng Zirawat có tình cảm với Chai Gian và Pika, vợ của Chai Gian, cũng cho rằng thế. Pika nói với Sa Thiết rằng Zirawat là kẻ thứ ba xen giữa cô và Chai Gian và họ sắp phải ly hôn. Bắt nguồn từ sự căm hận cái chết của Thiêu, Sa Thiết và Pika đã bắt tay nhau lập kế hoạch để hủy đi hình ảnh, sự nghiệp lẫn cuộc sống của Zirawat. Nhưng có một điều mà Sa Thiết lại không ngờ rằng bước đi này của anh lại khiến cho trái tim anh lạc hướng và dần càng khiến anh và người anh căm ghét nhất xích lại gần nhau hơn. Liệu sau bao sóng gió, Zirawat và Sa Thiết có hóa giải được hận thù, tình yêu của họ sẽ đi đến đâu?
bộ phim thứ 7, Yêu Thầm Oisin. Athen là một thanh niên ưu tú nhưng có một nỗi đau khôn nguôi khi có một người cha đào hoa và ống bướm. Mẹ của anh Athen chết trên giường bệnh nhưng vẫn một lòng với người cha bội bạc của anh. Bản thân Athen cũng là một người vấp ngã trong tình yêu. Sau khi có cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh đã sang Mỹ làm việc và trở thành một giám đốc điều hành tài ba trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các món ăn, thực phẩm chế biến sẵn. Malika Nagut là một cô gái xinh đẹp, thông minh và lạc quan nhưng không có mẹ ở bên. Khi ba của Malika Nagut mất, mẹ cô đã trở lại với một vẻ ngoài giàu có và đưa cô đến một thành phố hiện đại hơn để sinh sống. Tuy không muốn nhưng vì giữ lại mảnh vườn và căn nhà đầy kỷ niệm của mình với cha. Với những khó khăn khởi điểm, Malika Nagut đã nhận làm Oisin. Trái ngang thay, nơi mà cô làm việc lại chính là ngôi nhà mới của Athen, chàng trai mà cô căm ghét vì chính gia đình anh đã khiến cho mẹ cô phải hy sinh cô. Cô đã phải giả dạng thành một cô gái vô cùng xấu xí để làm việc ở nhà Athen. Sau thời gian gắn bó, Athen phát hiện mình đã yêu cô Oisin mộc mạc và chân thành. Cũng chính lúc này, vợ cũ của Athen dẫn theo con gái quay trở lại với nhiều âm mưu chiếm đoạt tài sản và chia cắt tình cảm mới của Athen. Bộ phim thứ 8, Nhân Tình, hay còn có tên gọi khác Sugar Boy của mẹ tôi. Clea, một cô gái mồ côi đã được nhận nuôi từ khi mới sinh ra. Cô chung sống với dì và dượng, tất cả mọi người đều chung sống hòa thuận với nhau. Bỗng một ngày đẹp trời, bản tính lăng nhăng của Sodom được phơi bày trước mặt tất cả mọi người và nhất là trước mặt vợ mình. Chuyện tình cảm giữa hai người đi đến hồi kết bằng tờ đơn ly hôn. Trong lúc đau khổ tột cùng, Sodom đã lái ô tô đâm trúng Acha, cậu sinh viên nghèo tốt bụng. Sau những lần gặp gỡ, Rambon có tình cảm với cậu sinh viên đáng tuổi con của mình. Trớ trêu thay, Acha lại là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh mà Clea tham gia và cả hai đều có tình cảm với nhau từ trước. Số phận đưa đẩy khiến Acha khó xử khi phải chọn giữa cuộc sống và tình yêu. Một là người đã giúp đỡ mình và cho mình cuộc sống đủ đầy. Hai là tình yêu đích thực nhưng không có gì ngoài hai quả tim vàng. Sodom thì vẫn tính nào tật nấy, cả ngày thì tay nắm tay với những cô gái trẻ khác, tối thì về với cô vợ bé Pussy, nhưng phận vợ bé phải theo nguy tắc của chính anh ấy. Biết bao nhiêu cô gái đã qua tay Sodom, nhưng vẫn có một mỹ nhân khác tên là Kael, người đã làm cho Sodom phải bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để cưa cẩm nhưng vẫn nhất quyết không chấp nhận. Liệu Sodom có thành công trong việc theo đuổi đam mê, chinh phục phụ nữ của mình? Cái kết sẽ ra sao đối với người chồng lăng nhăng Sodom? Và sự lựa chọn cuối cùng của Acha sẽ ra sao giữa tình cảm vật chất và tình cảm chân thực giữa Sodom và Clea? Bộ phim thứ 9, Thuê Người Tình. Arisa là một y tá xinh đẹp, một người phụ nữ từng nghĩ rằng cuộc đời cô may mắn nhất như lọ lem sau khi kết hôn với bác sĩ Acapul, một bác sĩ khoa sản nhẹ nhàng và ấm áp. Cho đến ngày kỷ niệm 10 năm của cặp đôi, bác sĩ Acapul đã quyết định ly hôn với Arisa. Arisa đau khổ tận cùng và còn đau khổ hơn nữa khi biết người phụ nữ thay đổi bác sĩ Acapul là bạn thân của cô. Một người đồng cảnh ngộ với cô đã giới thiệu Arisa với Phongkun, một chàng trai bao quái lạ, không cần tiền, chỉ cần có người ngủ chung. Bộ phim thứ 10, Chia Tay Anh, Em Làm Vợ Bé. Chala với gia cảnh khó khăn, vì thế cô đã phải chịu đựng sự bạo hành. Sau đó, cô trở thành tình nhân của một người đàn ông lớn tuổi để bảo vệ cha mẹ của mình. Chala cũng bất chấp để đạt được mục đích, rồi sau đó lại rơi vào lưới tình với Thula, một người đàn ông trẻ, bản lĩnh và có đủ yếu tố để bảo vệ cô. Cô tìm thấy tình yêu, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Người đàn ông cô yêu có liên quan đến người đàn ông hiện tại đang là chồng của mình. Liệu cuộc đời của cô sẽ ra sao? Hãy cùng đón xem bộ phim này nhé! Người tình của quỷ dữ.
bộ phim xoay quanh Sora, một người có sức mạnh kỳ lạ với khả năng tấn công đối thủ, di chuyển mọi vật trong không gian mà không cần phải chạm tay. Tuy nhiên, bản thân Sora không thể kiểm soát được sức mạnh huyền bí này, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, thậm chí là làm tổn thương cả người thân của mình. Vì thế, bố mẹ quyết định gửi Sora đến Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhật Bản nhằm giúp Sora tìm cách kiểm soát được sức mạnh này. Sau nhiều năm rèn luyện, Sora đã trưởng thành và làm chủ được năng lực kỳ lạ của mình. Anh muốn rời khỏi viện nghiên cứu để được đoàn tụ với người thân nhưng không được chấp thuận. Sora trốn khỏi viện nghiên cứu, tự mình tìm cách quay về Thái Lan. Định mệnh đã đưa Sora gặp Pia, một cô gái xinh đẹp hiền lành, giúp đỡ Sora trên hành trình tìm bố mẹ và cả hai phải lòng nhau lúc nào không hay. Viện nghiên cứu vẫn không ngừng truy lùng Sora bằng việc cử Momoko đến để đưa Sora về Nhật Bản. Nhưng bất ngờ Momoko lại rơi vào lưới tình với Sora, đồng thời xuất hiện gã Kevin giàu có, body cực phẩm, không ngừng tán tỉnh và muốn chiếm lấy Pierre. Liệu chuyện tình của họ sẽ ra sao? Và năng lực bí ẩn của Sora có phải đến từ quỷ dữ hay không? Hãy cùng đón xem hết bộ phim này nhé! Là một số bộ phim Thái Lan có lồng tiếng tròn bộ hay nhất và hấp dẫn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy like và subscribe để ủng hộ Top Share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.